Sau hàng loạt các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng kể từ đầu năm đến giờ, trang mạng Mỹ CNN ngày 29 tháng 10 có bài viết với câu hỏi: Phải chăng đã đến lúc chấp nhận Bắc Triều Tiên là cường quốc có vũ khí nguyên tử? Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tuyên bố với toàn thế giới hồi tháng trước rằng Bắc Triều Tiên tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và sẽ không bao giờ từ bỏ loại vũ khí này. Ông nói rằng quyết định này không thể đảo ngược được, rằng những vũ khí này đại diện cho phẩm giá, cốt lõi và sức mạnh tuyệt đối của nhà nước. Và Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục phát triển chương trình vũ khí này chừng nào vũ khí hạt nhân còn tồn tại trên trái đất. Có thể ông Kim không lạ lẫm gì trong việc dùng ngôn từ bóng bẩy, đao to búa lớn, nhưng điều đáng nói là không nên coi thường tuyên bố của Kim Jong-un, điều mà ông đã ký thành luật. Nên nhớ rằng Kim là một nhà độc tài không thể bị bỏ phiếu bất tín nhiệm, và ông thường nói là làm. Cũng nên nhớ rằng Bắc Triều Tiên đã thực hiện số vụ phóng tên lửa nhiều kỷ lục trong năm nay với 20 vụ và tuyên bố rằng họ đang triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật cho bộ binh và cũng được cho là sẵn sàng cho vụ thử hạt nhân dưới lòng đất lần thứ 7. Tất cả những điều này đã khiến ngày càng nhiều chuyên gia đặt câu hỏi liệu bây giờ đã phải là lúc chấp nhận rằng Bắc Triều Tiên trên thực tế là một cường quốc có vũ khí hạt nhân hay không? Làm như vậy sẽ chôn vùi những mong muốn lạc quan hay thậm chí ảo tưởng khi hy vọng rằng chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng có thể vẫn chưa hoàn thiện hoặc vẫn còn có thể thuyết phục họ tự nguyện từ bỏ vũ khí hạt nhân. Như Ankit Panda, chuyên nghiên cứu chương trình chính sách hạt nhân tại tổ chức Carnegie Endowment for International Peace nói, đơn giản là chúng ta phải đối xử với Bắc Triều Tiên theo đúng bản chất của nó, chứ không phải như chúng ta muốn. Nhìn dưới góc độ thuần túy thời sự, Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân và rất ít người theo dõi sát tình hình Bắc Triều Tiên có thể bác bỏ điều này. Thống kê gần đây trong tờ Bulletin of the Atomic Scientist ước tính rằng Bắc Triều Tiên có thể đã sản xuất đủ vật liệu phân hạch để chế tạo từ 45 tới 55 đơn vị đầu đạn hạt nhân. Hơn nữa, các cuộc thử nghiệm tên lửa gần đây cho thấy họ có một số phương pháp vận chuyển những vũ khí này. Tuy nhiên, việc thừa nhận một cách công khai điều này là hết sức nguy hiểm đối với nhiều quốc gia, nhất là Hoa Kỳ. Một trong những lý do lớn nhất để Hoa Kỳ không làm như vậy vì Washington lo ngại châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân ở châu Á. Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan chỉ là một vài láng giềng gần gũi mong muốn sánh vai ngang hàng với vị thế của Bình Nhưỡng. Nhưng một số chuyên gia nói rằng việc từ chối thừa nhận sức mạnh hạt nhân của Bắc Triều Tiên trước những bằng chứng ngày càng rõ ràng không khiến cho các nước lân cận cảm thấy yên tâm. Ngược lại, họ lại càng lo lắng hơn vì có cảm giác là các đồng minh của Mỹ đang rút đầu, không muốn nhìn thẳng vào sự thật. Andrei Lankov, giảng viên tại Đại học Kumin ở Seoul nhận định, hãy chấp nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia có vũ khí hạt nhân và họ có tất cả các loại vũ khí cần thiết để có thể mang đầu đạn hạt nhân, kể cả ICBM, là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa khá hiệu quả. Nhiều chuyên gia gợi ý rằng có thể nên nhìn nhận chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên giống như chương trình của Israel, tức là ngầm chấp nhận chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Đó là giải pháp được Jeffrey Lewis, giáo sư thỉnh giảng tại trung tâm James Martin về nghiên cứu không phổ biến vũ khí hạt nhân tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury ở Monterey đưa ra. Ông Lewis nói, tôi nghĩ rằng bước quan trọng mà Tổng thống Joe Biden cần thực hiện là ông phải tự tìm hiểu và làm cho chính phủ Mỹ hiểu rằng chúng ta sẽ không ép Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí và về cơ bản là chấp nhận Bắc Triều Tiên là một nước có vũ khí hạt nhân. Ông nói thêm rằng cả Israel và Ấn Độ đều là những ví dụ mà Mỹ có thể tham khảo để tìm ra một đối sách áp dụng với Bắc Triều Tiên. Israel được cho là đã bắt đầu phát triển chương trình hạt nhân từ những năm 1960, luôn tuyên bố mơ hồ về kho vũ khí hạt nhân của mình, trong khi từ chối gia nhập hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Ấn Độ thì duy trì sự mập mờ về hạt nhân trong nhiều thập kỷ trước khi từ bỏ chính sách đó với vụ thử công khai năm 1998. Ông Lewis nói thêm, trong cả hai trường hợp này, Mỹ đều biết rằng những quốc gia đó có vũ khí hạt nhân. Nhưng nếu như không đề cập đến vũ khí này, không dùng nó để đe dọa, không gây ra các vấn đề chính trị, thì chúng ta sẽ không phải đáp trả. Tôi nghĩ đó là thỏa thuận mà chúng ta muốn đạt được với Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên hiện tại, không có dấu hiệu nào cho thấy Washington ngừng hy vọng thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã nhấn mạnh điều này trong chuyến thăm gần đây tới khu DMZ, khu phi quân sự giữa Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc. Bà Harris nói, mục tiêu chung của chúng ta, tức là Hoa Kỳ và Hàn Quốc, là phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Đó có thể là mục tiêu chính đáng, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng nó ngày càng không thực tế. Ông Panda nói, không ai không đồng ý rằng phi hạt nhân hóa sẽ là một kết quả lý tưởng trên bán đảo Triều Tiên, nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế.
bởi việc Kim Jong-un muốn duy trì chế độ của mình sẽ là trở ngại lớn nhất trong việc phi hạt nhân hóa. Andrei Lankov nhận định rằng, mặc dù ông Kim đã rất hoang tưởng, nhưng cuộc xâm lược Ukraine của Nga được coi là sự củng cố kịp thời cho niềm tin của ông ta đối với việc vũ khí hạt nhân là sự đảm bảo đáng tin cậy duy nhất cho an ninh. Thuyết phục Kim Jong-un từ bỏ vũ khí hạt nhân dường như là một nhiệm vụ bất khả thi vì Bình Nhưỡng đã tuyên bố rõ ràng rằng sẽ không có ý định đàm phán với chính quyền Mỹ về vấn đề phi hạt nhân hóa. Ông Lankov nói, nếu Mỹ muốn đàm phán về phi hạt nhân hóa, Bắc Triều Tiên sẽ từ chối và nếu Washington không đàm phán thì Bình Nhưỡng sẽ phóng ngày càng nhiều tên lửa và các vũ khí này sẽ ngày càng tiên tiến, đơn giản là như vậy. Ngoài ra còn có một vấn đề là nếu các nước láng giềng kết luận rằng chính sách của Washington đối với Bắc Triều Tiên không đi đến đâu, thì bản thân điều này cũng có thể dẫn đến cuộc chạy đua vũ trang mà Mỹ luôn tìm cách né tránh. Chong Seong-chang, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Sejong, Viện Nghiên cứu của Hàn Quốc, là một trong số nhiều tiếng nói bảo thủ ngày càng gia tăng kêu gọi việc Seoul xây dựng chương trình vũ khí hạt nhân của riêng mình để chống lại Bình Nhưỡng. Ông nói, những nỗ lực ngăn cản Bắc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân đã kết thúc trong thất bại, và thậm chí bây giờ, theo đuổi phi hạt nhân hóa cũng giống như theo đuổi một phép màu. Giấc mơ phi hạt nhân hóa có vẻ xa vời, nhưng nhiều người nói rằng, thừa nhận, chính thức hay không chính thức, Bắc Triều Tiên là một quốc gia có vũ khí hạt nhân, sẽ là một sai lầm. So Kim, một cựu sĩ quan CIA, hiện là nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Mỹ Rand Corporation nhận định, về cơ bản, sau tất cả những cuộc đọ sức rằng co này, chúng ta sẽ nói với Kim Jong-un rằng ông sẽ đạt được những gì ông muốn. Câu hỏi lớn hơn sau đó tất nhiên là toàn bộ khu vực Đông Á sẽ ra sao? Điều đó để lại một khả năng khác cho chính quyền Biden và các đồng minh của ông. Mặc dù đó là một khả năng có vẻ khó xảy ra trong bối cảnh hiện tại. Họ có thể theo đuổi một thỏa thuận với việc Bình Nhưỡng chấp nhận ngừng việc phát triển vũ khí, đánh đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt. Nói cách khác, thỏa thuận này không khác nhiều so với thỏa thuận mà cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội vào tháng 2 năm 2019. Biện pháp này cũng có nhiều người ủng hộ. Ngừng phát triển vũ khí thực sự là một cách chắc chắn để bắt đầu mọi đàm phán. Rất khó có thể loại bỏ những vũ khí tồn tại. Nhưng điều khả thi là ngăn cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Ông Jeffrey Lewis ở trung tâm James Martin cho biết như trên. Tuy nhiên, vì đây là ý tưởng của chính quyền Trump nên có thể khiến điều này trở nên bất khả thi. Khi được hỏi liệu ông có nghĩ rằng Tổng thống Biden có cân nhắc chiến thuật này không, ông Lewis cười và nói, tôi là một giảng viên, vì vậy tôi chuyên đưa ra những lời khuyên mà không ai thực hiện. Nhưng ngay cả khi chính quyền Biden có ý định làm như vậy, thì Kim Jong-un sẵn sàng đàm phán của năm 2019 khác xa với Kim Jong-un của năm 2022. Ông Kim Jong-un hiện đang tập trung vào kế hoạch hiện đại hóa quân đội trong 5 năm được công bố từ tháng 1 năm 2021. Và việc không nhận được lời đề nghị đàm phán nào từ chính quyền Biden hay những nước khác sẽ không làm thay đổi tình hình. Ankit Panda có cùng quan điểm với nhiều chuyên gia và một số nhà lập pháp Hoa Kỳ lẫn Hàn Quốc khi cho rằng sẽ phải sống chung với một Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân trong ít nhất là vài thập niên tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.